khác. Tại vì mình phải hỏi nó luôn. Tại vì trong thời gian này á, mình phải hỏi nó là coi ví dụ mà nó bắt hai xuống từ dưới nhà con kia lên tới trên á, nó cho ăn có bao nhiêu thì anh biết mà nó phải làm trước đó à. Trước đó chứ không thằng kia nó nào nó xong xuôi sạch sẽ hết rồi. Giờ mình bắt hai xuống thì nó phải đặt vào. Thì bởi vậy nó phải song song luôn á. Ở trước đó, nếu em muốn thì trước đó. Để em hỏi con khách của em, con khách của em coi cái đấy cũng đơn giản, có khó khăn gì đâu mà đường ống kia nó nối kéo dài lên phía lên trên. Anh vừa hỏi nói em rồi em cũng hay quên, hai xung đi trước xong xuôi hết thì thằng bởi cái thằng này nó làm còn lâu, 4-5 tháng nữa, hai xung nó trong 1-2 tháng là xong. Cái đấy thuộc về bên bên hai xung installation nhá. Phải đục tường trước xong kia mới chám lại chứ khi chám xong hết sẽ đục ra nữa mà chám. Cái này là bọn thợ rồi, bọn thợ lành nghề rồi. Cái đó là thợ lành nghề. Thợ lành nghề. Đây này này. Hai số con này phải là phim. Được rồi, thì ok như đi. 201 với thằng Tâu, nó đang làm. Thằng Tâu làm được ấy. Thằng Tâu làm thôi bây giờ. Nó chỉ mua hai cái hai splat lắp lên có gì đâu. Xong nó là nối thông ra. Đúng rồi. Chuyện nhỏ. Đèn rồi nhìn không? Chuyện nhỏ lực si. Hai xung lắp vào người nối ra bao nhiêu tiền đâu mà. Có phải là làm dàn mới đâu mà em lo chuyện. Nó phải dàn mới gì nữa. Có nghĩa là nó phải đi ống. Cái hệ thống nó có sẵn rồi, nó chỉ phải đục lỗ xong kéo dài đường ống ra rồi gắn vào cái hai xung blast mới có gì đâu. Mấy chỗ luôn kéo dài thì sao nguyên cái tầng chơi mà làm hai xung hết chứ phải có một xíu đâu. Điền. Dạ. Thì cứ đẹp. Không có rẻ đâu. Bọn này giống tàu. Việt Nam lên đi chơi hả? Cái nhà này dưới đó người ta mua này. Mua này sửa lại thế này ha. Sáng sủa. Sáng sớm lạnh lẽo đi đâu hả? Cho đời cho.
cậu bị chụp đường 50 cậu bị chụp 30 đúng không, hơn 20 cây số trong trong phố quả này cậu chẳng phải 70-80 bạc. Ba Lan là sót lắm, thực tiền là sót. Thank you.